Nhiều người mơ ước thành đại gia và nhiều anh thích làm đại ca. Em thì không thể thích làm ca sĩ. Dạ, cái được sự giới thiệu của chị Tâm Trọng Bằng thì em cũng gọi danh, em cậu chỉ đổi sơ danh Việt. Thao mày nghe mày đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.